chào anh em đã quay trở lại với DNC Channel. Chúng ta đều đã biết là trên thị trường PC nói chung cũng như là trong thị trường gaming nói riêng, chúng ta có rất nhiều những cái tên tuổi lớn và Asus là một trong số đó. Họ đã tấn công vào gaming gear, vào linh kiện PC, vào laptop gaming. Và bây giờ họ còn tấn công vào cả vào làng thời trang nữa. Vâng, mình xin giới thiệu với anh em, đây là bộ sưu tập thời trang của Asus ROG. Chúng ta có một chiếc áo khoác đi gió cực kỳ là đẹp với logo Republic of Gamer. Chúng ta có một cái ba lô. Ồ, cái ba lô này trông cũng giống những cái ba lô khác mà thôi. Không biết là anh em nhận ra không? Chắc là anh em nhận ra rồi. Đây, vâng, đây chính là cái ba lô mà mình muốn chia sẻ với mọi người trong video ngày hôm nay. Có vẻ như là nếu như nói về thời trang kiểu như là fancy, streetwear các thứ thì Asus họ không quá là có nhiều kinh nghiệm. Nhưng mà họ lại có rất nhiều kinh nghiệm để làm anh em chúng ta bất ngờ. Và đây chính là một trong những cái bất ngờ lớn đó. Khoan hãy nói về những cái tính năng của ba lô này. Ví dụ nó có bao nhiêu ngăn, có chống trộm hay không. Chúng ta hãy nói về thứ ấn tượng nhất mà Asus họ mang lại chúng ta. Đây, logo ROG phát sáng, đèn LED RGB. Chúng ta có một dải LED đây. Và lúc đầu mình nghĩ rằng là nó sẽ phải là một cái gì đó nó cứng, nó phải là một cái bảng mạch cứng với đèn LED ở trên, nhưng không, nó không hề cứng một chút nào. Bởi vì là chúng ta có thể đựng đồ và chiếc ba lô này nó vẫn hoàn toàn có thể flex được. Và cái đèn LED RGB này sẽ được điều khiển qua một cái hệ thống như thế này. Đó. Và sẽ được gài ở cạnh bên này. Anh em có thể thấy đây. Những cái gì mà cái đèn LED này có thể hoạt động được ý, thì mình có thể ví dụ như là live stream này, đây là thay đổi chế độ đèn này. Aura RGB Ambient Sensor này. Nếu như mình sử dụng cái Aura RGB Ambient Sensor ấy, thì ở phía này của cái khối điều khiển sẽ có một cái cảm biến nhỏ. Và từ cái cảm biến này, nó sẽ nhận ra cái ánh sáng môi trường xung quanh. Ví dụ như là khi mà anh em đi ra ngoài trời, trời nó quá sáng chẳng hạn, thì là cái đèn này nó sẽ tắt đi. Bởi vì là trời sáng quá làm sao nhìn thấy RGB được. Nhưng mà khi nào anh em đi vào chỗ tối ấy, thì cái đèn này nó sẽ sáng dần lên tùy thuộc vào cái môi trường, ánh sáng môi trường xung quanh. Rất là thú vị. Ngoài ra chúng ta còn có cả Aura RGB Exterior Sensor Color này. Đó. Đó, rất nhiều cái chế độ sáng ấn tượng. Vâng. Và cái chiếc ba lô này thì được cấp nguồn bằng một cái cục sạc dự phòng bên trong. Bây giờ mình sẽ nói qua về cái ngăn, các ngăn mà chiếc ba lô này có. Chúng ta sẽ có một cái ngăn nhỏ ở đằng trước này. Và cái ngăn này có thể tháo rời ra. Đó, phía này anh em có thể để những cái thứ đơn giản chúng ta hay mang qua mang lại, kiểu như là sạc, xiếc các thứ. Bên trong thì sao? Kích thước bên trong xem nó có rộng không nhá. Wow, cực kỳ rộng anh em ạ. Bên trong chúng ta có thể để được một chiếc laptop gaming kích thước lên tới 17 inch và tất cả những cái phụ kiện gaming khác, ví dụ như là bàn phím hay là chuột gaming. Một sản phẩm phải nói là cực kỳ tuyệt vời. Không chỉ có ngăn trước, chúng ta còn có cả ngăn sau này nữa. Ngăn sau này thì anh em có thể để được khá là nhiều thứ khác. Vâng, chiếc ba lô này có thể mang đến hai cái laptop, giấy tờ, sách vở, tất tần tật. Cái quai này thì trông có vẻ như là sẽ không phải là loại chống đứt, nhưng mà theo những gì mình thấy là cực kỳ là chắc chắn. Ở đây thì anh em có thể gài rất nhiều phụ kiện khác. Và đây là khu vực đệm. Và chúng ta có logo ROG ở đây. Đó, logo ROG. Và những cái phần đệm mút để giúp cho chúng ta có cái cảm giác đeo thoải mái hơn. Và đây là một cái chiếc ba lô phải nói cực kỳ ấn tượng. Và có lẽ đây là một trong những sản phẩm ấn tượng nhất mà mình tìm thấy được ở khu vực trưng bày của Asus tại Computex 2019. Dĩ nhiên chỉ là một trong những thôi, bởi vì chúng ta sẽ còn rất nhiều những sản phẩm ấn tượng khác mà đang chờ đón các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ các bạn hãy nhớ đăng ký TNC Channel cũng như bấm nút chuông thông báo bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của bọn mình tung ra trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại.